Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Chris, mình đến từ Kiếm Tiền Center. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mua hosting từ Hothost để phát triển website. Thì theo đánh giá của Kiếm Tiền Center, Hothost là một hosting có chất lượng khá là tốt và có sẵn location châu Á luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn mua hosting. Đầu tiên thì các bạn vào trong trang hothost.com, hawkhost.com. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần Get Started ở đây để tiến hành mua hosting. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đăng ký một cái tên miền mới. Lựa chọn thứ hai là chuyển tên miền từ cái nhà cung cấp khác. Thì tạm thời hai lựa chọn này các bạn không có cần phải quan tâm tới. Tại vì chúng ta sẽ sử dụng lựa chọn thứ ba, đó là sử dụng tên miền có sẵn của chúng ta và thay đổi name server của nó thôi. Ở bước này thì nếu như bạn nào chưa có tên miền á, thì các bạn có thể mua tên miền. Thì mình cũng có một video hướng dẫn về cách mua tên miền ở Namecheap rồi, cho nên các bạn có thể lên kênh YouTube của Kiếm Tiền Center để xem, hoặc là lên kiếmtiềncenter.com để xem, mình hướng dẫn rất là chi tiết. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cách thứ ba, đó là sử dụng cái tên miền có sẵn của chúng ta và chúng ta chỉ thay đổi name server thôi. Thì bây giờ tên miền của các bạn thì các bạn nhập vào đây. Mình sẽ nhập tên miền của mình vào đây. Rồi, tên miền của mình là blogsuckhoe.us. Rồi mình sẽ ấn vào nút Use. Rồi, tiếp theo thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có được sự lựa chọn là mua tên miền theo 1 tháng thì giá của nó là 4,99 đô. Nếu mà các bạn mua theo 5 thì giá của nó sẽ còn lại là 3,99 đô một tháng. Mua theo 2 năm thì còn 2,99 đô. Thì bây giờ mình sẽ để mức là 1 tháng thôi. Có nghĩa là mỗi tháng mình sẽ trả cái mức là 4,99 đô cho Hothost. Rồi ở phần Hosting Location ở đây thì các bạn có thể chọn cái hosting, địa chỉ đặt cái location của hosting. Thì có những cái địa chỉ ở Mỹ hoặc là ở châu Á như là ở Singapore, Hồng Kông thì các bạn có thể chọn ở đây. Hoặc là nếu không thì các bạn có thể để First Available để cho nhà cung cấp họ tự chọn cho mình. Thì ở đây ví dụ như mình sẽ chọn Singapore. Rồi ở dưới những cái Available Add-on này là những cái cấu hình thêm cho hosting, thì tạm thời là các bạn không có tích gì cả. Chúng ta chỉ mua cái cấu hình cơ bản thôi là đủ để dùng. Rồi, sau khi chọn xong rồi các bạn sẽ bấm Continue. Rồi, tiếp tục tới trang thanh toán thì Hothost tự nhập một cái mã giảm giá 25% cho chúng ta ở đây. Thì bây giờ mức tiền mình phải trả là giảm từ 4,99 đô còn lại 3,74 đô thôi. Rồi, sau đó mình sẽ bấm Checkout tiếp tục. Rồi, ở phần này thì chúng ta sẽ điền những thông tin cá nhân vào và chúng ta sẽ chọn cái lựa chọn thanh toán. Thì bạn nào thanh toán bằng thẻ thì chúng ta sẽ điền thông tin của thẻ vào. Còn bạn nào thanh toán bằng PayPal thì chúng ta sẽ chọn ở PayPal vào. Rồi, mình đã điền xong tất cả các thông tin cá nhân cần thiết vào rồi. Thì mọi người chú ý ở một phần là chỗ điền password thì mọi người nên điền password phức tạp một chút để cho Hothost họ chấp nhận. Còn nếu không chúng ta điền password đơn giản quá thì họ sẽ yêu cầu chúng ta phải điền lại. Rồi sau khi các bạn điền xong hết thông tin rồi thì mình sẽ chọn nút Complete Order ở đây. À, mình tích vào cái nút I have read and agree to term and service. Xong rồi chúng ta chọn nút Complete Order ở đây. Rồi bây giờ là đến trang thanh toán thì mình sẽ tiến hành thanh toán cái hóa đơn này. Mình sẽ chọn cái phần PayPal Checkout, cái nút ngay đây. Rồi ở đây thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình để hoàn tất thanh toán. Còn bạn nào thanh toán bằng thẻ thì chúng ta cũng làm tương tự thôi, cũng không có gì phức tạp. Rồi, chọn Pay Now luôn. Vậy là mình đã hoàn tất xong quá trình mua Hothost rồi. Mình sẽ chọn Return to Merchant để quay trở lại trang Hothost.
Rồi đây là cái số order của mình. Mình sẽ bấm continue to client area ở đây. Và như vậy là chúng ta đã vào được phần quản trị của Hotcourse rồi. Thì các bạn có thể kiểm tra xem chúng ta mua thành công hay chưa bằng cách check email lúc nãy mà các bạn nhập vào. Thì Hotcourse sẽ gửi cho các bạn các email về thông tin của tài khoản mà chúng ta đăng ký. Ngoài ra thì các bạn có thể vào phần My Service, Service, chọn My Service ở đây. Và chúng ta có thể thấy là cái hosting của chúng ta đang ở mục Pending rồi. Có nghĩa là chúng ta đã mua thành công, bây giờ chỉ chờ cho phía Hotcourse họ hoàn tất setup cái hosting của chúng ta là chúng ta có thể sử dụng được. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách mua hosting từ Hotcourse để làm website. Chúc mọi người mua thành công nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau của Kiếm Tiền Center. Tạm biệt mọi người.